À, mời mọi người con xá sùng nhá. Nhiều người sẽ có ý kiến trái chiều, đó là xá sùng cho liệu mà ăn tươi này có hợp với phở không. Người khác thì Hà không biết đâu, nhưng với Hà thì cực kỳ là ngon luôn. Hà còn chào mọi người nhá, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo trên kênh OK Gì. Hôm nay thì Hà còi lên quán Thánh mọi người ạ, để ăn phở đất Việt. Đây, một trong những quán phở của bạn Thành Dâu và anh Dương, thì là những người mà Hà đã quen rất là lâu rồi. Thì hôm nay thì Hà sẽ lên sẽ trải nghiệm một bát phở buổi sáng, bát phở đặc biệt luôn mọi người ạ. Ở đây thì có rất là nhiều cái hay thú vị. Thì anh Dương là một trong những đầu bếp, một trong những chef rất là nổi tiếng luôn. Anh đã đi thi rất là nhiều cuộc thi và giành rất nhiều giải rồi. Và khi anh mở cái quán phở này ra thì anh rất là tâm đắc. Anh ấy mất khoảng tầm gần một năm để nghiên cứu về chất liệu. Đấy, thì hôm nay thì Hà sẽ lên đây vào trải nghiệm đây. Thì mời mọi người nhé, địa chỉ thì ở 144A Quán Thánh. Bây giờ mời mọi người vào nhé. Chào anh nhé. Anh ơi, hôm nay cho em bát phở đặc biệt đi. À, có xá sùng tươi không anh? Có ạ. Đây mọi người có thể nhìn thấy không gian bếp. Khi mà anh Dương sẽ up cái gian bếp thì Hà cũng phải lên học hỏi. Thì tới đây thì Hà cũng sẽ set up gian bếp nó như này để làm quầy phở của mình. Đấy. Và nếu như tí nữa Hà sẽ giới thiệu mọi người cái cách chọn tô, tô phở cũng là cái quan trọng lắm. Cái tô phở này của anh rất là dày và nó giữ được nhiệt rất là tốt. Đấy. Vào đây thì cảm thấy không khí nó rất là nhẹ nhàng. Đây, nhờ cameraman quay cho anh cái gầu này. Đó, nhìn cái gầu đẹp không? Rất là mềm này. Và nồi nước phở này. Bát đặc biệt thôi. Dạ vâng, một phở đặc biệt. Em anh nhận số ạ. Bánh số 18 này. Đây mọi người, ra đây order thì mình đã nhận được một cái số như này. Mọi người vào đấy không gian cảm thấy nhẹ nhàng không? Cảm thấy thuần Việt không? Đây có lẽ là Hà sẽ ngồi cái góc này đi. Góc này đi. Đây, mọi người nhìn này. Đây, nồi nước, màu nước phở đẹp không mọi người? Thơm lừng luôn. Đến đây cái là thơm lừng luôn. Đấy, xá sùng đấy mọi người. Xá sùng tươi đấy. Đây là lõi mọi người. Lõi này. Tức là đã phải ngâm xong bát kia xong là cho nóng lại là làm lại luôn lần nữa. Đây là chắc là bát của mình đấy. Đây ngồi ở kia. Một bát phở đặc biệt này ấy, thì mọi người biết có những cái gì không? Để Hà giới thiệu nhé. Đây, mời caramel ngồi đây. Đây, một suất phở đặc biệt đấy mọi người. Không thể thiếu là đây là lõi mọi người ạ. Cái phần giá trị nhất của thịt bò, lõi. Chúng ta có tủy bò. Đó, tủy bò. Và đặc biệt, điều đặc biệt nhất đó chính là con xá sùng tươi này. Mọi người đã đi ăn phở đã bao giờ nhìn thấy một bát phở có xá sùng tươi không? Rất là ít khi đúng không? Nước phở được ninh trong xá sùng thì là rất là nhiều quán làm rồi. Nếu mà để xá sùng tươi ấy, thì đúng thật là rất ít khi gặp đấy mọi người ạ. Đây, xá sùng này chắc chắn là ở đảo Quan Lạn rồi. Anh Dương có chia sẻ với Hà là anh phải đến tận Quan Lạn để tìm cái nguồn xá sùng tốt nhất về làm phở. Tiếp theo chúng ta có cái gì nữa không? Chúng ta có gầu. Đây mọi người, như Hà đoán chắc chắn đây là gầu giòn rồi. Hà cầm cái là biết ngay. Nên là đây là phần gầu giòn. Gầu giòn nó cũng rất là ít đấy mọi người nhé.
những quán phở như này người ta thường thường người ta sẽ mua gầu cộc, tức là chỉ phần gầu không, lựa chọn từng phần thịt một. À, bây giờ thì mời mọi người trải nghiệm nước phở nhé. Sâu lắm mọi người, tâm đắc lắm, anh Dương tâm đắc về quán phở này lắm. À, mời mọi người con xá sùng nhé. Nhiều người sẽ có ý kiến trái chiều, đó là xá sùng cho liệu mà ăn tươi này có hợp với phở không? Người khác thì Hà không biết đâu, nhưng với Hà thì cực kỳ là ngon luôn. Nhân tí nước đã, nước này càng uống càng cuốn, tỉnh cả người đấy mọi người. Bây giờ Hà sẽ nêm một chút gia vị nhé. À, nên phở thì bao giờ Hà cũng rất thích. Những quán phở nào người ta chuyên nghiệp thì biết ngay, họ sẽ sử dụng cái ớt phở này. Ớt này thì Hà không biết là tên là ớt là gì đâu, thì biết là đây là thường sử dụng khi ăn phở, nên là ở quán Hà hay gọi là ớt phở. Báo với nhà rau ấy, thì mình cũng báo luôn là ớt phở. Đây là tương ớt mọi người ạ. Đấy. Tương ớt. Nếu mọi người thấy cảm thấy nhạt ấy, thì có thể cho thêm nước mắm. Tuy nhiên thì Hà thấy là nước phở ở đây khá là vừa rồi. Giấm mọi người ạ. Ở đây là sử dụng tỏi băm mọi người nhé. Mọi người, ở đây chúng ta có thêm phần tủy bò nữa. Tủy bò này. Mềm, ngậy, béo. Lõi cho mọi người này. Nhà mình có trà đá, cho anh thêm cốc trà đá. Đây mình sẽ sử dụng gầu nhé mọi người nhé. Rất thơm luôn. Bánh phở. Bánh phở này sợi nhỏ mọi người ạ. À, ngon thật. Xá sùng. Ngọt thật. Buổi sáng đấy, thường thường thì buổi sáng phở người ta ăn rất là nhanh. Lần đầu tiên em trải nghiệm món xá sùng mà ăn trong phở anh ạ, cực kỳ là chất lượng luôn. Em mời mọi người nhé. Nào em. Ôi, nó giòn giòn, dai dai. Nhưng mà quan trọng là nó ngọt ấy. Vâng. Nó ngọt. Mọi người, em Hưng em đeo kính là bởi vì em đang làm cái mụn ở mặt nhé. Em đang bị cái mụn. Mọi người thông cảm nhé. Thông cảm tí nhé. Đấy. Đấy. Thời gian này thì Hà đồng hành cùng với cả em Hưng đi quay mọi người ạ. Em Hưng là người quay chính cho Hà. Sau này thì anh em cũng kết hợp với nhau để quay, để làm kênh. Đấy. Mọi người nhìn thấy lõi không? Đấy, miếng lõi này. Phở đây, nước phở rất là ok đấy mọi người. Cái này cái tủy đúng không? Tủy. Tủy bò, tủy ngon nhất là tủy bò đấy em ạ. Ngậy anh kìa. Em mời cả nhà nhá. Rất ít quán phở là có tủy đấy. Ít lắm ở Hà Nội. Ủa anh ơi, nó béo, nó ngậy. Béo đúng không? Tủy thì nó rất là béo. Ôi, lượng dùng nó ngọt đây, em làm tí lõi này.
Bát này có giá là 120.000 mọi người ạ. Còn bình thường, bát bình thường là chỉ có khoảng tầm 50.000 thôi. Giá thêm tí ớt nữa anh ạ. Đấy. Nhìn nó đã ngon rồi anh nhỉ. Giòn không? Em xem ăn lõi nó có giòn không? Nó giòn. Nó ngọt. Cái quan trọng là cái lõi này nó mềm đấy. Ừ, nó mềm. Thế mọi người có thể nhìn thấy bát phở này đấy. Nó nóng rất là lâu nhé. Nóng rất lâu. Rất là dày, dày dặn. Mọi người nhìn không gian này. Đấy, rất sạch sẽ và ấm cúng luôn. Rồi. Món này em rất thích này. Hầu như đi đâu em cũng phải gọi thêm tí này. Gầu đấy. Gầu này, gầu giòn đấy em ạ. Gầu giòn đấy. Ừ. À, em bảo mọi người. Tuyệt vời luôn. Một con bò nó được ít gầu giòn lắm. Dạ. Mà không phải con nào cũng có đâu nhé. Được không em? Nó ngậy. Nó giòn. Đúng là tinh túy của trời đất anh ạ. Thấy em nhìn, em cảm nhận về cái nước phở không ạ? Đúng là phở đất Việt. Nước này càng uống càng quấn em nhỉ? Càng hút càng sướng đúng không? Càng hút càng sướng. Cái nước dùng của nó kiểu là ngọt, nhưng mà nó ngọt là ngọt thanh. Cái nước nó rất là mềm. Nó sâu, nó không phải là ngọt, như kiểu ngọt gắt. Hoặc là ngọt lợ. Không phải ngọt gắt, ngọt lợ. Cực kỳ là đáng trải nghiệm anh ạ. Ủa, em làm tí bánh nhá. Em cảm nhận cái bánh phở này, nó có ngấm không? Ngấm nước không? Bánh ở quán đây là sử dụng bánh sợi nhỏ. Sợi nhỏ. Thế nên khi ăn là chúng ta kết hợp với nước phở thì nó sẽ ra cái hương vị rất là thơm. Và quan trọng là ăn mình cảm thấy ăn rất là mềm. Cái bánh ngon này anh ạ. Nó khác với bánh sợi to nhiều khi là ăn nhiều quán làm không tới, là ăn nó như kiểu bị cứng anh ạ. Đúng rồi. Nhưng mà cái sợi nhỏ là ăn nó rất là mềm. Bánh sợi to nó phải ra đủ độ dai, độ mỏng. Đúng rồi. Đấy. Cực kỳ mới ngon được. Không thì nó sẽ cứng đấy. Làm con xá sùng. Làm ở bếp lõi em. Ăn thấy nhiều xá sùng không? Đấy, rất nhiều luôn. À, em ăn từ nãy giờ còn chưa hết đây này. Đây. Đây là một đĩa của đĩa này, nó gần như kiểu là full topping ấy anh nhỉ? Full topping đấy. Đấy. Giá cao nhất ở đây rồi. Bạn, đây cái xìa này của em là full topping và cái bát này cũng là full topping rồi mọi người ạ. Đấy, em mời mọi người nhá. Được không em? Tê tái luôn anh ạ. Đúng rồi, tê tái ạ. Tê tái luôn, tuyệt vời luôn. Nói chung là anh không phải là khen quán người quen mình đâu. Thế nhưng mà cái gì ngon mình vẫn phải nói. Cái gì đặc biệt mình cũng vẫn phải nói. Dạ vâng. Thực sự là em đi ăn phở thì cũng rất là nhiều. Các loại phở Nam Định, phở Côi, phở Bát Đàn hay phở gì. Nói chung là mỗi một quán có một cái nét riêng. Và em thấy là cái nét riêng ở đây là nó rất là hay, độc đáo. Thứ nhất là người ta sử dụng xá sùng tươi. Đấy, thứ hai là sử dụng tùy. Và thứ ba là nhất là cái nước dùng rất là ngọt sâu, rất là mềm, cực kỳ ngọt. Tuyệt vời, quá tuyệt vời anh ạ. Ăn mãi không hết đâu, ăn mãi còn chưa hết đây. Nhiều đúng không? Nhiều. Lúc đầu tưởng là phải gọi mỗi anh em mình phải hai bát nhỉ? Ừ. Về sau một bát là no đấy. Bát bình thường nó chỉ khoảng 50.000 trở lên mọi người ạ. Còn bát đặc biệt thì bao giờ cũng thế. Cái gì đặc biệt thì nó cũng phải đắt ở cái xá sùng mà. Đấy. Ngoài ra còn tủy, còn gầu giòn nữa. Em nghĩ như thế này, giá với mức giá này hợp lý anh ạ. Mức giá này quá hợp lý anh ạ. Hưng ăn cũng tốt ghê. Hết ban anh nhỉ? Lúc đầu em nghĩ là em phải làm chén là hai bát thôi. Nhưng mà không chén được. Rồi, đi.
Đấy, còn tí nước nữa thôi. Thôi thôi anh em, em là riêng em phải chơi cả nước. Em có quan niệm là ăn phở ấy mà không hút vào nước ấy là có lỗi với chủ nhà hàng, với đầu bếp anh ạ. Người ta tâm huyết lắm người ta mới làm được nồi nước, mà mình ăn không hết là hơi có lỗi. Đây là mọi người ạ. Đây là cái sạch nhá. Rồi. Đúng kiểu Nhật Bản đấy. Đúng kiểu Nhật Bản đấy. Rồi ok, quán không phải rửa bát nữa đâu nhá. Rồi, đấy mọi người. Tuyệt vời luôn này mọi người nhá. Nghe Hà Còi vừa trải nghiệm xong bát phở mọi người ạ. Cảm thấy rất là no bụng luôn. Và thật thật tuyệt vời mọi người ạ. Đây là một trong những quán phở mà mới mở thôi, nhưng mà thực sự là chất lượng. Mọi người có thể đến với địa chỉ 144A Quán Thánh để trải nghiệm nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Chào mọi người nhá.